bé ba ơi, hết bé ba hết rồi chết cha, bán vé hay quá luôn. Rồi còn ai còn vé chạy anh Trúc Ly ơi, USA ơi, công nhận là Trúc Ly rất có duyên với bên Mỹ nha quý vị nha. Ai còn vé hoa hậu thì là Miss USA, còn hóa trang là nữ ca sĩ của Thúy Nga là Minh Tuyết, nó cũng ở bên Mỹ luôn. Cái này là điềm đó, coi chừng là Việt Kiều hốt đó. Trời ơi, nhưng mà cái nết thì là không có được Việt Kiều lắm nha. Không ai Việt Kiều mà cười khiếm nhã như vậy hết má. Rồi, rồi, chút xíu nữa Việt Kiều cười sao lên thì chị ẩn ẩn sẽ thể hiện cho em coi nha. Rồi, phía bên đây nè, Ly. FPD còn đuôi nó chỉ tới đây mà không nghe. Dẫn ơi, lẹ lên. Nhanh tay lại chân lên. Hello. Yeah. Rồi, kính thưa quý vị, còn một vé, hết vé luôn. Còn vé không? Xuống đây, bé ơi. Anh Tuấn Anh ơi, xuống đây. Đó, dễ thương. Anh Tuấn Anh mà nói giật mắt mới đúng, mà bữa trước mà nói giật mắt mới là mười điểm. Nghe bây giờ, dừng lại chiếc xe máy trên tay, hướng mắt sang có chuẩn bị giờ sống lên nhạc vui nhau đi vô. Đó quý vị, và quý vị lưu ý giùm cho em là ẩn ẩn là khu vực văn thư và phòng gọi là phòng nhân sự đó quý vị, chứ không phải phòng công nợ, cho nên quý vị có bị đòi nợ thì đừng có gọi ẩn ẩn. Tuần rồi cô ấy đã bị gọi liên tục và khủng bố tinh thần bởi vì những cuộc đòi nợ mà người ta trả đũa lại quý vị nha. Và rất là tội nghiệp cho ẩn luôn, cô ấy rất là lương thiện luôn, lâu lâu ăn cắp giặt bữa thôi, chứ không có gì hết. Ai chị nói cái này nói vui thôi, là ăn cắp giặt đồ chị em trong đoàn thôi. Thì đó, không cho dây quý vị nha, không cho dây là bộ phận là văn thư với lại là nhân sự nha. Cái đó làm văn thư mà chị biết gì không? Ở nhà mở nguyên cái văn phòng phẩm luôn, hỏi đâu ra đi, ăn cắp cho công ty không? Không, đừng có nói như vậy, chị đâu, chị, cái đó là chị mua, chị tặng cho con chị. Trời có mua cái hóa đơn đàng hoàng. Cái gì bên chị hả? Đúng rồi, chứ tại vì người ta nói như vậy, người ta công ty nó đuổi thì mà mất công đổi thừa tao. Cái đó ăn cắp không, ta đâu có biết, sao mày khẳng định như vậy? Em khẳng định. Vậy hả? Tại vì bữa đó chị tự khai. Mày vô mày coi văn phòng phẩm của công ty mình còn không? Không, văn phòng phẩm mình là không có gì sướng nha má. Đó nha. Nói là sang với nhà trong nhà mà nó có gì chứ. Đó nha, ít nhất cũng có cái mọc chứ dài cái giếp nha má. Đúng rồi chị. Cảm ơn chị, gương mặt rất là bất nhẫn luôn. Sao ạ? Ở trong hồi tuần rồi kế toán có liên hệ em là xin văn phẩm nhưng mà chắc em xin nghỉ lại. Cảm ơn chị ẩn. Chúng tôi chỉ nói đùa thôi, thật sự ẩn là một người rất thật thà quý vị nha. Đi học lúc nào cũng là hạnh kiểm tốt hết trơn á, cho nên là yên tâm. Rồi vô nhạc lên. Anh tâm cân 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 ta ân ân trên, ta cho con một cô gái xinh
Trời ơi. Đó, cũng là màu đỏ nhưng mà nó lạ lắm. Mày mới đi đâu về? Mày nói đi, mày đứng ở cầu nào? Dạ, thì lần đầu tiên thì chúng biết mình là Vy Tân Nhân Lộ, xin gửi một lời chào lời chúc sức khỏe đến với tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, thì trả lời câu hỏi của quả luôn, trả lời ngay. Dân đứng ở cầu thì nghe. Thích quá hè chứ. Cái môi quá trẻ môi. Rồi đến ai hát cái môi mới làm gì mà lem lút quá vậy? Sao mà đang giải cái đường chuyện to quá vậy? Và nãy đi thu âm với quả mà quả sao vậy? Rồi sao? Tại vì thu âm mà tại cái mic nó hơi bự á cho nên là quả hát hơi lem chút xíu. Mà quả đây. Rồi nhớ thì tao kéo cái môi lại cho má. Mấy chị đã, cô chị đã xứng danh. Ta chị hỏi gì chị? Hát hay là bút cái mic mà? Trời ơi, hỏi gì vậy? Nuốt cái mít. Mấy tại vốn từ em ít đó chị. Cảm ơn cô giáo, thank you. Em nên biết lỗi, xin lỗi bạn đi. Xin lỗi bạn. Quỳ xuống. Ai dân quỳ xuống thành tâm đàng hoàng. Lớp học. Xin lỗi thành ý đàng hoàng em à. Mình nói sai. Đàng hoàng mình sai. Mình mới quỳ xuống. Trời ơi, thơm thảo quá kìa. Đó, ok, mày tốt, mày làm đúng rồi đó. Mấy chị già, xuống chị đã uống chị đã uống thương uống mũi luôn. Mấy chị già, xuống chị đã xuống chị hôm nay là thứ bảy, hey. Nhà cô là cô quẩy, cô sẽ xin xin chào ba. Nói hôm qua còn biết thứ bảy nè, mặc cô mà em biết được. Mà hôm nay cô lắc cô bay còn em ra đây kêu chị bất đồ. Hai chân áo của cô, cái cô mà biết bán đẹp. Cái đồ bán trắng, tiếng trắng hay bán đẹp. Cái cồn quả xanh là cồn quả đắng, cồn quả băng đắng là cồn quả đều.